Chào các bạn, trong tutorial ngày hôm nay thì mình sẽ đi vào giới thiệu với các bạn cái Stable Diffusion dành cho After Effects. Thì nếu mà với các bạn nào mà chúng ta chưa biết về Stable Diffusion thì chúng ta có thể search Google để chúng ta hiểu thêm. Thì thực ra cơ bản thì Stable Diffusion nó là một cái công cụ trí tuệ nhân tạo ha. Dùng để tạo ra các cái hình ảnh và các cái artwork bằng trí tuệ nhân tạo từ các cái prompt. Các cái prompt là các cái gì? Tức là từ các cái mô tả bằng bằng chữ, bằng text mà chúng ta nhập vào cái công cụ Stable Diffusion thì nó sẽ tạo ra các cái hình ảnh artwork cho chúng ta ha. Thì ở đây thì hôm nay mình sẽ đi tìm hiểu một cái plugin của hãng Place, nó có tên là Local Diffusion. Thì cái plugin này về cơ bản là nó sử dụng cái engine của Stable Diffusion, nhưng mà thay vì là nó chạy ở trên cloud, nó chạy ở trên trên mạng internet đó, thì bây giờ thì nó sẽ khi chúng ta cài đặt vào trong After Effects nó sẽ chạy ở trên máy tính của chúng ta, nó sử dụng cái sức mạnh của máy tính chúng ta để nó tính toán và xử lý. Thì trong cái file zip này thì khi các bạn download về thì các bạn sẽ thấy nó có ba cái file. Chúng ta có cái file cài đặt dành cho nếu chúng ta sử dụng cái sức mạnh CPU để chúng ta tính toán. Cái thứ hai là nếu chúng ta sử dụng cái sức mạnh của cả màn hình GPU để chúng ta tính toán. Thì ở đây hiện tại nó đang hỗ trợ những cái dòng card của Nvidia thôi. Thì hiện tại là máy của mình đang sử dụng card Nvidia, cho nên là mình sẽ cài đặt cái GPU này. Kích thước của nó khoảng tầm 7 GB ha. Và nói chung thì như mình đã nói thì các cái công cụ trí tuệ nhân tạo chúng ta sử dụng local, sử dụng trên máy của mình thì nó sẽ tùy thuộc vào cái sức mạnh của máy tính chúng ta, máy tính chúng ta quạt đồ họa mạnh này nó các thứ đó, thì đại khái là cái khả năng xử lý nó sẽ nhanh hơn. Rồi thì trước khi vào bài để sử dụng thử cái Local Diffusion thì mình cũng rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua bằng cách là like, subscribe, chia sẻ kênh. Mong là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ để mình đưa ra thêm những cái nội dung mới ha. Rồi thì bây giờ mình vào trong After Effects thì để sử dụng thử cái plugin này mình sẽ ở đây mình sẽ import vào một cái hình. Ở đây mình sẽ dùng cái hình này. Thì về cơ bản thì đây là một cái hình mình tìm ở trên internet thôi, mình tìm trên mạng thôi. Thì nó là một cái hình một cánh đồng và cái có cái bầu trời ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ dùng cái hình này mình tạo một cái con, mình kéo xuống mình tạo một cái con. Rồi thế thì với cái con này và có layer hình rồi thì bây giờ mình sẽ tạo một cái solid. Rồi sau khi mình tạo cái solid như thế này thì mình sẽ áp dụng cái Stable Diffusion vô, mình vào trong phần effect, mình tìm đến place plugin, áp dụng local diffusion vô. Rồi thì mình vào cửa sổ effect control thì chúng ta xem các cái tùy chọn của local diffusion này. Hiện tại thì chúng ta chưa thấy hình ảnh gì hết ha. Thế thì ở đây thì có cũng khá nhiều cái option, nhưng mà ở đây thì chúng ta sẽ quan tâm đến một số thứ. Cái thứ nhất là cái mode này. Cái mode này ở đây hiện tại là text to image. Tức là sao? Tức là chúng ta sẽ dùng những cái prompt như nãy mình nói, tức là mình đánh text vào, mình mô tả cái ý tưởng của chúng ta thì cái local diffusion này nó sẽ tự dùng trí tuệ nhân tạo nó tạo ra cái hình ảnh cho chúng ta. Ở trong đây mình bấm vào thì nó sẽ có thêm một cái đó là sort cộng text to image, tức là nó sẽ sử dụng một cái hình có sẵn ở đây. Thì ví dụ mình có cái hình mà mình tìm trên mạng hồi nãy đó, thì nó sẽ dùng cái, nếu mình đưa nó vào thì nó sẽ dùng cái hình đó để nó tạo ra cái hình ảnh tương tự ha. Và cũng dựa vào cái prompt mà chúng ta đánh vào. Thế thì ở đây mình sẽ chọn là sort cộng text to image. Đấy. Và trong cái phần sort layer này thì mình sẽ bấm vào mình chọn cái tấm hình cánh đồng của mình ha. Rồi, tiếp theo thì có một số cái thông số khác, chẳng hạn như là prompt influence on sort, hiện tại là 0.2.
Thì cái thông số này có nghĩa là nó sẽ, nếu chúng ta tăng giảm cái thông số này thì cái hình ảnh mà nó tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo đó nó sẽ càng khác so với cái hình gốc mà chúng ta dùng, chẳng hạn như là cái hình cái cánh đồng này. Tức là nếu mà con số này nó thấp á, thì cái hình mà trí tuệ nhân tạo nó tạo ra thì nó sẽ vẫn khá là tương đồng so với cái hình gốc chúng ta có. Còn nếu chúng ta tăng cái số này, càng tăng số này lên thì cái hình mà trí tuệ nhân tạo nó tạo ra nó sẽ càng khác so với cái hình gốc này. Đại khái như vậy. Rồi, cái sheet này thì mỗi lần chúng ta thay đổi cái sheet này thì nó sẽ tạo chúng ta một cái hình mới thôi. Ở đây thì nếu mà chúng ta, cái màn hình chúng ta, cái bộ nhớ nó ít thì chúng ta, cái VRAM nó ít thì chúng ta sẽ check vào cái ô Optimize Follow VRAM. Nhưng mà ở đây thì mình sẽ bỏ check cái ô này, tại vì nếu chúng ta check á, thì lát thì hình ảnh nó sẽ bị crop mất, nó cũng hơi kỳ. Rồi, ngoài cái đó ra thì chúng ta có thể tạm thời để mặc định các cái thông số này, chúng ta sẽ sử dụng cái hình ảnh này trước. Ở đây thì mình sẽ xuống cái phần Edit Text Input. Đây chính là cái phần mà chúng ta sẽ tạo các cái prompt, các cái mô tả về hình ảnh chúng ta muốn để chúng ta tạo được các cái hình ảnh AI. Thế thì ở đây thì mình sẽ bấm vào cái nút Edit Text Input. Thì nó sẽ, các bạn để ý là nó sẽ tạo cho chúng ta một cái mask ở trong cái layer này. Cái mask này nó có cái chữ là, có cái tên là Bubble Pattern. Thì ở đây đó, cái plugin này nó sẽ sử dụng cái các cái mask ha. Các cái mask như thế này, và cái mask này á, nó, chúng ta có thể đổi tên cho các cái mask này. Đấy, và nó sẽ đây các bạn thấy này, nó sẽ bạn có thấy là mình sử dụng thì nó sẽ cũng sử dụng cái camera hình mình khá là mạnh đó, cho nên là nó hơi bị giật một chút. Thế thì ở đây thì nó sẽ sử dụng cái mask này, khi mà chúng ta đánh cái text vào hoặc chúng ta đổi tên cái mask này thì nó sẽ tạo ra cái hình dựa trên cái text mà mình đánh vào đây ha. Đấy, như các bạn thấy nó có ghi đây là Username of Mask to Control Generation đó. Đấy, thế thì ở đây thì hiện tại là nó dùng cái purple pattern, tức là cái những cái hình bong bóng, cho nên các bạn thấy là nó tạo ra một cái hình chúng ta, cái hình bong bóng như thế này. Đấy. Thế thì bây giờ mình sẽ thử đây, ví dụ mình sẽ select cái mask của mình ha, mình bấm enter. Mình sẽ đánh vào chẳng hạn như là mình đánh vào Big Mountain. Tức là những ngọn núi những ngọn núi lớn, under dark sky chẳng hạn, tức là những ngọn núi lớn dưới một cái bầu trời mây đen chẳng hạn. Rồi thì sau khi chúng ta đánh cái text này vào, cái prompt này vào, chúng ta sẽ click ra ngoài và mình sẽ đợi cho cái local diffusion nó tính toán. Rồi thì các bạn thấy là nó sẽ đâu đó nó tạo chúng ta cái một cái hình ảnh nó chưa có rõ ràng lắm. Ở đây thì mình sẽ tăng cái prompt influence nó sụt lên, mình sẽ tăng nó lên khoảng tầm 45 đi, để chúng ta xem cái nó có cái thay đổi gì không. Đấy, thì các bạn thấy là bây giờ thì sau khi mình tăng cái influence từ cái prompt của mình lên thì cái hình ảnh của mình nó đã có thêm những ngọn núi như thế này, tức là nó dựa trên cái hình gốc của mình ha, dựa trên cái bố cục của cái hình gốc, và nó và cái text mình đánh vào nó sẽ tạo ra một cái hình mới. Và có thể là, tất nhiên là cái mô tả của mình nó chưa đầy đủ chi tiết cho nên là nó chưa có chính xác với cái mong muốn của mình. Ở đây thì
Mình có thể đánh thêm ví dụ dark cloud đi. Đấy, tức là mây đen này. Chúng ta xem. Đấy thì các bạn thấy là bây giờ thì chúng ta đã có một cái hình nó khá là kỹ hơn, khá là chính xác hơn với những cái ngọn núi phía xa, và chúng ta có cái mây đen ở bên trên ha. Ở đây thì mình có thể so sánh hai cái hình gốc và hình do trí tuệ nhân tạo tạo ra. Thế thì ở đây ví dụ mình sẽ thay đổi thêm, mình tăng thêm cái prompt phương linh này, mình tăng lên đến tối đa thử đi, thì các bạn sẽ thấy cái hình ảnh nó đã biến đổi khá là nhiều, khá là nhiều. Rồi, và đây là cái hình ảnh mà nếu mà chúng ta chọn cái prompt cao nhất thì các bạn thấy nó hoàn toàn biến đổi. Tức là nó vẫn làm sao đó nó giữ lại sơ sơ cái cấu trúc cơ bản của cái hình gốc của mình, nhưng mà với cái đường chân trời này nọ các thứ, với bầu trời và cái cánh đồng ha. Nhưng mà còn lại thì nó thay đổi hoàn toàn, và các bạn thấy rõ cái ảnh hưởng của cái prompt của mình lên cái hình ha. Có những ngọn núi lớn nè và có cái mây đen, thì nó sẽ dựa vào cái text của mình rất là nhiều để nó tạo ra cái hình ảnh này. Rồi, thế thì như vậy các bạn thấy cái tác dụng của cái local diffusion, thì chúng ta có thể tạo ra cái hình ảnh từ cái trí tưởng tượng của chúng ta, từ cái mô tả của chúng ta đấy, để tạo ra cái hình ảnh này. Thế thì ở đây thì các bạn sẽ thắc mắc là như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng cái plugin này để làm cái gì. Thì thực ra với cái khả năng của trí tuệ nhân tạo hiện nay nó cũng còn nhiều hạn chế, thì thực ra thì với việc sử dụng local diffusion này thì mình nghĩ là chúng ta có thể dùng nó để tạo ra các cái hiện tại, ví dụ hỗ trợ chúng ta tạo ra các cái matte painting, tức là các cái background ảo để chúng ta mở rộng cảnh quay, set extension, vân vân các thứ thôi, chứ còn chưa có ứng dụng quá nhiều đâu. Ở đây thì ví dụ mình chẳng hạn mình có những cái cảnh quay đúng không? Chẳng hạn như là một cái lâu đài như thế này, chúng ta cần một cái background phía sau là background núi non hoặc là thời trung cổ, thì chúng ta có thể dùng local vision để chúng ta tạo ra background đó. Hoặc là đây thì bất kỳ một cái cảnh quay nào mà chúng ta cần một cái phông xanh, đã có một cái background chẳng hạn, thì chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra một cái background ảo cho nó ha. Ví dụ đây mình có một cái cảnh quan như thế này đấy, mình tạo một cái comb cho nó giống như vậy, giống như hồi nãy ha. Và sau đó thì mình tạo một cái solid, mình áp dụng cái local diffusion vào. Ở đây thì mình sẽ không có dùng cái sụt contact to image nữa, mà mình sẽ để nguyên nó là text to image thôi. Đấy. Và ở đây thì mình sẽ bấm vào add input, và ở đây mình sẽ mô tả nó. Mình sẽ mô tả nó chẳng hạn như là mình sẽ đánh vào là một cái cảnh thời trung cổ chẳng hạn, medieval castle on the green plain under the blue sky chẳng hạn. Rồi chúng ta xem là nó sẽ tạo ra được cái gì cho mình ha. Thì các bạn thông cảm là mỗi lần mình đánh vào cái prompt như vậy thì mình sẽ có thể sẽ tạm dừng cái video để đợi cho cái plugin nó xử lý, tại vì nhiều khi mình vừa sử dụng cái local diffusion, mình vừa thu hình đó, thì nó hơi nặng tí. Đó, thì các bạn thấy là nó tạo chúng ta một cái hình lâu đài, thì có thể là chưa có đúng cái ý mình lắm. Thế cho nên là đôi khi là chúng ta sẽ phải sử dụng một cái hình mẫu nó có cái bố cục sẵn rồi, chẳng hạn như cái ví dụ bên đây của mình đó, để chúng ta tạo ra cái hình mà chúng ta cần. Ở đây thì sau khi chúng ta có cái hình đúng không, thì mình sẽ đưa cái hình của mình ra đằng sau cái cảnh quay của chúng ta. Đơn giản là ở đây thì mình sẽ chỉ
thực hiện nhanh thôi, mình sẽ key cái phông xanh để chúng ta có thể thấy được cái hình của chúng ta đằng sau. Và tất nhiên các bạn phải track thêm này, nó có thứ nữa ha, để chúng ta có một cái background phía sau cho cái cảnh quay của mình. Okay. Rồi thì thực ra thì đây là những cái ví dụ rất là đơn giản thôi, để cho chúng ta thấy được cái tác dụng của việc sử dụng trí tuệ nhân tạo, mà ở đây là Stable Diffusion ở trong After Effects. Thì hy vọng là nó sẽ giúp cho các bạn có một khái niệm về trí tuệ nhân tạo, về Local Diffusion, về Stable Diffusion, mà đặc biệt là ứng dụng ở trong After Effects. Một lần nữa thì rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ kênh bằng cách là like, subscribe, chia sẻ kênh để mình có thêm nhiều động lực xây dựng được những mới. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại.